Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số các viên đá sapphire xanh. Đặc biệt video này em gửi đến cho anh Thành. Anh Thành là mệnh mộc, anh đang cần một số viên đá sapphire màu xanh mệnh mộc. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một số viên đá sapphire. Trên tay em đây là một viên sapphire màu xanh. Anh chị thấy đây, đây là màu xanh chủ đạo, nó là màu xanh cổ ngan. Đấy, nó vừa có chút xanh lục, lại vừa có chút xanh dương. Đấy, tạo ra viên đá một màu rất là sáng này, bật lửa rất là mạnh này. Đấy, màu này nó rất là trầm, màu rất là đấy, màu xanh, màu xanh rất hay. Với lại khối lượng là 2,25 carat. Anh chị là yêu thích viên đá này báo em khối lượng nhé, bởi vì giá em vẫn chưa lên được giá, bởi vì hàng ngày em mới nhập về vẫn chưa có giá. Anh chị yêu thích viên đá này thì báo em nhé, em báo giá chi tiết nhé, báo giá chi tiết và khối lượng và kích thước cụ thể nhé. 2,25 carat. Tiếp theo cũng là một viên xanh lục rất đẹp. Thì anh chị có thể thấy này, trên tay đây màu xanh lục là chủ đạo nhé, màu xanh lá chủ đạo này. Đó, anh chị có thể thấy là có hai bên góc là có một số màu xanh lam, xanh dương. Đấy. Thì em thấy này, xanh như kiểu là màu xanh mệnh mộc là có biểu trưng cho lá cây. Đấy. Cây cối tươi tốt. Mà màu xanh dương là mệnh thủy. Đấy. Thủy dưỡng dưỡng thủy mà dưỡng cây, nước mà tưới cây thì cây phát triển nhé. Đấy, ý nghĩa của nó đấy. Cũng rất hay cái viên đá độc độc đáo này. Vừa có màu xanh lục lại vừa có màu xanh dương. Chất lượng rất tốt nhé. Đấy, kích thước thì phù hợp nhân nam. Kích thước lớn đấy. Một viên đá vô cùng đẳng cấp, độc đáo. Đấy. Rất có chiều sâu, trầm, điềm đạm. Đấy. Nhưng mà rất có căn cơ đấy. Kiểu như là trông rất nhẹ nhàng thôi nhưng mà rất có lực. Đấy. Sau khi hoàn toàn viên này là khối lượng 3,4 carat, vẫn chưa có giá nhé. Anh chị yêu thích thì cứ báo em nhé, viên 3,4 carat em báo giá chi tiết cho anh chị nhé. Rất tuyệt vời, chất đá rác rất tốt này, màu rất tốt này và độ tinh khiết rất là cao. Tiếp theo, trên tay em cũng là một viên sapphire. Thì so với cái viên đầu thì nó đa phần là nó màu xanh lục sẽ chiếm phần hơn. Thì đây viên đá này nó trên tay em đây là một phần màu xanh lam, xanh dương sẽ chiếm phần hơn nhé. Đấy, chị thấy này. Và điểm xuyết thêm một số các màu xanh lục đấy. Đáy rất sâu này. Rất trong. Kích thước cao. Lên tay này, đấy, chất đá này rất có chiều sâu. Những viên đá này thì
Đây là em quay với ánh sáng bình thường. Đấy, thứ nhất là chưa lên vàng. Đấy, thì đá nó sáng như này rồi. Còn khi cộng hưởng hiệu ứng của vàng nữa, anh chị có thể thấy làm bằng trắng hoặc vàng. Đấy, hoặc hồng nữa, hiệu ứng của vàng sẽ bổ sung thêm cho viên đá sáng hơn rất là nhiều. Tuyệt vời. Viên này khối lượng là 4 carat, tròn 4 carat. Anh chị yêu thích cái viên đá này báo cho em nhé, viên 34 carat. Tiếp theo đây em giới thiệu cho anh chị một dòng xanh lục. Đây, dòng lục này là màu nguyên bản nhé, màu xanh lục. Đấy, màu rất tươi. Màu này thì xanh lục ánh vàng nhé, với mặt lớn này. Đấy, mặt rất lớn, mặt đá rất rộng. Đấy, anh sẽ rất là trong rồi, nhìn siêu qua đá luôn. Đấy, mặt đá rất lớn. Đấy, làm thêm cũng rất là phù hợp với cái dáng nhẫn anh chị thích cái mặt đá lớn. Rất trong và sáng. Với lại khối lượng 4,1 carat. Anh chị yêu thích thì các báo em mã số nhé, 4,1 carat. Rất xanh, màu xanh nguyên bản. Tiếp theo trên tay em cũng là một viên sapphire xanh, xanh mệnh mộc. Đấy, màu xanh nguyên bản luôn này. Đấy, kích thước phù hợp Việt Nam. Chất đá xanh. Đây lên tay này, rất xanh nhá. Đấy. Để không đã xanh rồi, còn khi mà kết hiệu ứng lên vàng nữa, viên đá tuyệt vời hơn rất nhiều. Thêm cả hiệu ứng đá tấm kim cương nữa, bổ sung bổ trợ cho viên đá chủ rất là tuyệt vời. Thì em thấy là viên đá này cũng rất là phù hợp với anh Thành đấy. Kích thước và phù hợp với nhẫn nam. Đấy, màu sắc rất là tốt. Đấy, độ tinh khiết rất là cao, hầu như không có vân này. Đấy, không có vân đá luôn. Đấy, đây em zoom gần cho anh chị nhé. Đấy, cái viên đá này. Đấy, đó, chất lượng. Màu xanh nguyên bản nữa luôn. Viên này là khối lượng 4,8 carat. Anh chị yêu thích viên đá này thì báo em 4,8 carat nhá. Tiếp theo cũng là một viên đá mạnh mạnh mộc màu lục nguyên bản luôn. Thì viên này cũng là màu gần màu xanh. Đấy, anh chị thấy này. Xanh nhưng màu nó sẽ hơi trầm một chút. Đấy, xanh đấy, màu rất rất tốt. Viên này khối lượng 4,85 carat. Anh chị yêu thích viên đá này thì cứ báo em mã số nhé, báo giá chi tiết cho anh chị xem tham khảo giúp em nhé.